Xin chào các bạn, nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì chưa đăng ký được cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ trên kênh. Trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người dự án ăn chia 325.000 token SZQ nhé, QZS, QZQ. Để tham gia dự án này mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình. Sau đây mọi người sẽ làm các nhiệm vụ trên biểu mẫu glm.io này cho mình nhé. Sau khi vào đây thì mọi người kéo xuống phần ở dưới này, mọi người sẽ điền thông tin cho mình. Ở chỗ này mọi người sẽ điền địa chỉ email cũng như tất cả các mạng xã hội, kênh mạng xã hội của mọi người nhé. Tiếp theo mọi người sẽ làm nhiệm vụ đầu tiên. Nhiệm vụ đầu tiên mọi người sẽ nhập địa chỉ ví mình. Ở đây có copy địa chỉ ví BSC hoặc địa chỉ ví ETH ở trên ví Wallet hoặc là ví MetaMask cho mình nhé. Sau đây mọi người sẽ copy địa chỉ ví cho mình. Sau đấy mọi người sẽ vào đây, mọi người gửi địa chỉ ví vào cho mình nhé. Ok, sau đây bấm continue. Rồi, tiếp theo là nhiệm vụ follow kênh Twitter cho mình. Ở đây bấm follow. Bấm theo dõi, sau đây quay trở lại Telegram. À, quay trở lại kênh AirDrop, bấm continue. Rồi, join vào kênh Telegram. Ở đây bấm tham gia cho mình này, sau đấy mọi người sẽ nhập mã captcha. Ở đây nó sẽ có kích và tôi không phải người máy, mọi người sẽ nhập vào. Ok, mọi người thể trả cho mình một từ nhé. Sau đó quay trở lại, bấm vào continue. À, nhập username thì mọi người sẽ quay trở lại này, kênh Telegram mọi người bấm trở lại này. Sau đây bấm vào ba gạch, bấm ba gạch cho mình. Tiếp theo bấm phần avatar. Ở đây ở đây một copy username tài khoản Telegram của mọi người sẽ được gửi vào đây. Mọi người gắn account vào cho mình nhé. Sau đây bấm continue. Ok, à, đợi mình một lát nhé. Sorry không được đúng không ạ. Tiếp theo ra vào kênh channel Telegram. Bấm tham gia cho mình. Sau đây quay trở lại. Tiếp tục nhập username tài khoản Telegram mọi người vào. Rồi bấm continue. Ok. Nhiệm vụ tiếp theo là join vào kênh Discord cho mình nhé. Mọi người sẽ mở kênh Discord lên. Ở đây mọi người sẽ bấm vào tham gia cho mình nhé. Chấp nhận lời mời. Ok, cần verify không ta? Bấm vào những cái mục này cho mình. Đấy, 100% 68 rồi, ok. Cái xong phải này. Hình như thế là verify mọi nhá. Đấy. Ok, sau quay trở lại. Bấm vào continue. Ok, tiếp tục bấm vào đây mà check này. Bấm vào click here, sau đây quay trở lại luôn. Bấm vào continue. Ok. Retweet là bài đăng trên Twitter. Mọi sẽ mở retweet là bài đăng này cho mày. Kéo xuống dưới này, mọi người bấm tweet này. Rồi sau đây bấm vào retweet lại. Đồng thời thả tim cho mình nhé. Rồi quay trở lại. Bấm vào continue. Ok, visit Instagram. Ở đây mọi người sẽ join vào kênh Instagram. Ok, đã join. Bấm theo dõi. Rồi quay trở lại. Tiếp theo là visit kênh YouTube. Ở đây mọi người sẽ mở kênh YouTube lên, mọi người bấm theo dõi nhé. Bấm đăng ký kênh này. Rồi sau đây quay trở lại. Nhập username. Tiếp theo mọi người copy kênh YouTube của mọi người, bấm vào ba gạch này. Bấm vào avatar kênh của bạn. Hoặc là mọi người vào thẳng trực tiếp kênh YouTube của mọi người này. Bấm vào avatar này. Sau đây bấm vào kênh của bạn này. Avatar kênh của bạn. Tiếp theo là bấm vào ba gạch. Ở chỗ này mọi người chia sẻ. Bấm vào sao chép được đến liên kết. Ok. Rồi profiling kênh YouTube của mọi người vào đây. Đây mọi người sẽ bấm lại, mọi người sẽ gửi profiling kênh YouTube của mọi người vào đây.
rồi bấm continue. Ok, tiếp theo là follow kênh Medium này. Ở đây mọi người sẽ mở kênh Medium lên, mọi người follow. Sau khi follow thì mọi người sẽ quay trở lại bấm vào continue luôn, nhập username. Mọi người follow xong mọi người sẽ copy username tài khoản kênh Medium của mọi người gửi vào đây cho mình nhé. Ở đây mọi người bấm follow này. Sau đây bấm vào phần avatar. Tiếp theo bấm vào phần avatar trong này. Ở đây cái username đây có chữ A còng đây, mọi người sẽ copy cho đấy gửi vào đây cho mình nhé. Bấm gửi cho mình. Sau đây bấm continue. Ok, tiếp theo bấm vào cái check Oscar. Mọi người cứ mở cái này này lên. Check dot the press sale. Cứ mở lên sau đó quay trở lại bấm continue luôn. Đó, như vậy là được nhá. Nhiệm vụ cuối cùng dưới này là gì đây? Bấm vào enter. Đấy. Và cuối cùng ở đây mọi người sẽ có một cái link red, mọi người đi chia sẻ bạn bè người thân để kiếm thêm enter tham gia dự án Adrot nhá. Sau khi làm tất cả nhiệm vụ mọi người sẽ lấy link này để mọi người chia sẻ bạn bè người thân. Đây. Đấy, để kiếm thêm enter tham gia dự án Adrot này nhá. Ok, vừa rồi mình hướng dẫn mọi người dự án ăn chia token đến từ QZQ mạng BC. Cảm ơn mọi người đã xem video. Tạm biệt mọi người.